Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủy Tiên ngừng trao tiền, người giàu hết cửa nhận. Trên một status trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên đã ghi chú rằng thông báo ngừng trao hỗ trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị. Sáng nay phát quà, Tiên nhận ra hầu như có rất nhiều người khá giả đến nhận quà, rất nhiều người đeo vàng và sơn móng tay đến nhận. Nên Tiên đã cho ngừng lại và đi tiếp tục kiểm tra lại danh sách mà Thiêm đã duyệt. Thì phát hiện ra có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác đi nhận. Điển hình như chị trong video clip này có tên trong danh sách nhận quà nhưng lại không nhận được phiếu. Vậy thì phiếu đến nhận đủ suất đầu ra. Ngoài ra, rất nhiều hộ khó khăn, nước ngập sâu lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ mà phiếu lại ưu tiên suất cho trưởng xóm như trong clip ở đây. Vì vấn đề này bất cập nên mong bà con 12 xã Tiên đã thông báo tại Hải Lăng, Quảng Trị thông cảm sẽ ngừng phát tại đây cho đến khi nào huyện, xã sắp xếp lại danh sách đúng người cần giúp thì Tiên sẽ quay lại. Rất xin lỗi bà con Hải Lăng, Quảng Trị chờ Tiên trong những ngày vừa qua và Tiên đã phải thức từ 4 giờ 30 phút sáng để đi vào đây, nhưng mà vì vấn đề này phải buộc lòng tạm hoãn, rất mong bà con thông cảm. Đây là hình ảnh status trên trang Facebook của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Cách làm của ca sĩ Thủy Tiên là nhờ chính quyền xã và huyện lên danh sách những gia đình cần giúp đỡ. Chỉ có chính quyền địa phương mới nắm rõ danh sách những gia đình bị thiệt hại và gặp khó khăn thực sự. Vì vậy, giao cho chính quyền địa phương làm điều này là hợp lý nhất. Nhưng rõ ràng, đây cũng là một kẽ hở. Bất cứ điều gì liên quan đến cứu trợ mà nhờ đến chính quyền thì rất khó để không xảy ra những trò gian lận. Bởi lẽ chính quyền của Đảng Cộng sản đã quá nổi tiếng vì nạn tham nhũng xảy ra rộng khắp trong các cấp từ cao đến thấp. Như vậy là sau trò chấn lột 413 triệu tiền cứu trợ của nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa phát xảy ra ở thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thì nay lại phát hiện ra trò gian lận tiếp theo. Khi phát hiện ra điều này, nữ ca sĩ đã cho ngừng phát quà, một việc làm rất kịp thời để tránh sai sót tiền cứu trợ chui vào tay những người khá giả, trong khi người nghèo thật sự thì không hề có. Và lộ diện kẻ đứng đằng sau trò gian lận này. Cũng theo những gì ca sĩ Thủy Tiên ghi trên trang Facebook cá nhân, rất nhiều người cầm phiếu đến nhận là những người khá giả, tay và cổ đeo vòng vàng. Còn những người khó khăn thực sự đến nhận thì có tên trong danh sách phát quà nhưng lại không có phiếu. Như vậy là đã xảy ra hiện tượng phiếu phát quà bị trao nhầm vào tay người khá giả. Mà ai đã lên danh sách này và ai đã giao phiếu phát quà cho dân? Trong status của nữ ca sĩ đã cho biết, Tiên sẽ ngừng phát tại đây cho đến khi nào huyện, xã sắp xếp lại danh sách đúng người cần giúp thì Tiên sẽ quay lại. Và tự trong câu nói này đã cho thấy việc lên danh sách và giao phiếu nhận quà cho người dân là việc làm của chính quyền, huyện và xã. Như vậy, đầu mối của vấn đề tiêu cực ở đây mà ra chứ không ở đâu khác. Trong một status trước đó của ca sĩ Thủy Tiên có viết như sau. Quy trình phát tiền là sau khi có danh sách từ địa phương ngập ít hay nhiều trên 1 mét hay dưới 1 mét, hộ khó khăn hay không, thì nhóm của Tiên sẽ kết hợp cùng dân của mỗi địa phương để xác minh từng vùng, xem đời sống người dân ở đâu khó khăn hơn thì giúp trước. Nói tóm lại là danh sách được tập hợp nhờ chính quyền địa phương, còn Thủy Tiên và nhóm sẽ đi ra phát quà theo danh sách, đặc biệt là những nơi cần gấp thì ca sĩ Thủy Tiên sẽ phát trước cho họ. Đây là hình ảnh một status khác trên trang Facebook của ca sĩ Thủy Tiên. Cho đến nay, trên báo chí và mạng xã hội chưa hề phát hiện ra trò gian lận ăn chặn tiền cứu trợ nào từ phía người dân lương thiện cả, đặc biệt là những người thấp cổ bé họng. Họ còn không giữ nổi tiền cứu trợ đã được đưa đến tay thì làm sao họ có thể ăn chặn tiền cứu trợ? Chỉ có chính quyền mới thực hiện được trò gian lận này chứ không ai khác. Thế nhưng, để quy kết chính quyền ra tay trong những trò gian lận thì không phải là dễ. Vì đơn giản, chính quyền có quyền lực. Trò gian lận xảy ra mỗi lúc tinh vi, về kẻ gian thì bao giờ cũng dùng chất xám của mình để nghĩ ra chiêu trò mới. Trò gian lận thâm nhất là chủ mưu cho kẻ khác thực hiện. Khi bị phát hiện thì chỉ có những kẻ thực hiện là bị lên án, còn kẻ chủ mưu thì vẫn nhởn nhơ. Việc chính quyền thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình chấn lột tiền cứu trợ, người mà bị dân phẫn nộ nhiều nhất đó là ông trưởng thôn Phạm Văn Cần, chứ không phải là ông chủ tịch xã Cảnh Hóa. Quay trở lại câu chuyện gian lận tiền cứu trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị thì chúng ta thấy những người khá giả tay và cổ đây đeo đầy nữ trang
thì lại có phiếu nhận quà. Lập danh sách và phát phiếu là chính quyền địa phương thực hiện, thì việc trao phiếu nhận quà sai địa chỉ như thế chỉ có thể là chính quyền địa phương chứ không ai khác. Có một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, đó là tại sao chính quyền không lên danh sách người giàu luôn mà lập thành danh sách người nghèo khó thật rồi trao phiếu cho người giàu đến nhận. Việc này có thể được lý giải là họ lập danh sách người nghèo thật để đề phòng nếu nhóm của ca sĩ Thủy Tiên đi xác minh thì đó là hộ khó khăn thật. Đây là chiêu đối phó của chính quyền địa phương. Những kẻ giàu, tham lam, có phiếu nhận quà sẽ bị dân chửi, còn những kẻ chủ mưu thì vẫn ung dung. Và ca sĩ Thủy Tiên đã nói gì về chính quyền địa phương nơi đây? Nói về chính quyền địa phương, ca sĩ Thủy Tiên đã viết trên trang Facebook cá nhân như sau. Việc cán bộ thôn thu tiền của dân, Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý, thôn đã trả lại tiền hết cho dân rồi. Mọi người đừng lo nhé. Mình đi làm việc đều có nhận được hỗ trợ của lãnh đạo là người đứng đầu mỗi tỉnh. Đến địa bàn tỉnh nào đều được sự hỗ trợ an toàn và công an và chính quyền địa phương cả. Nên mọi người yên tâm sẽ không có tiêu cực nào xảy ra, hoặc có thì sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Đây là hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên phát phần tiền cứu trợ ở Hải Lăng, Quảng Trị. Như vậy là trong status của mình, ca sĩ đã dành những lời khen ngợi có cánh cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, với những sai phạm nghiêm trọng của chính quyền thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, thì cô không đề cập đến mà chỉ nói rất nhẹ nhàng là việc cán bộ thôn thu tiền của dân, Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý, thôn đã trả lại tiền hết cho dân rồi. Mọi người đừng lo nhé. Điều này cũng thật dễ hiểu, vì cho dù chính quyền sai thì cũng không ai được phép đụng đến. Đó là thứ luật bất thành văn của xứ này. Vì vậy, cách nói của ca sĩ Thủy Tiên được cho là khôn khéo, và đó cũng là một phần của lý do tại sao đến nay chính quyền của Đảng Cộng sản vẫn để yên cho Thủy Tiên làm thiện nguyện. Thủy Tiên làm thiện nguyện sẽ giúp cho được nhiều người, nhiều đồng bào, và chính quyền để cho Thủy Tiên tiếp tục làm là để họ còn có cơ hội mà rút tỉa. Và quan chức đánh giá thế nào về Thủy Tiên hiện nay? Trên trang Facebook cá nhân, Facebook của ông Phạm Minh Hoàng có viết như sau. Mạng xã hội hôm nay phẫn nộ với ông Nguyễn Phi Tuấn, giám đốc nhà hát múa rối và nghệ thuật cổ truyền Huế, đột nhiên vu cho Thủy Tiên số tiền 100 tỷ của ca sĩ Thủy Tiên nhận được là do các tổ chức chống phá chính quyền bơm vào. Để sau đó đăng bài kích động rằng chính quyền kém cỏi, vô trách nhiệm, không bằng cá nhân một cô ca sĩ, mục đích là tạo sự bất bình trong nhân dân, gây chia rẽ và bôi xấu chế độ, đã bỏ mặc nhân dân để cá nhân phải gánh vác. Ông Nguyễn Phi Tuấn đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân của mình. Đây là hình ảnh status của ông Phạm Minh Hoàng. Vâng, ông Nguyễn Phi Tuấn là quan điểm của một đảng viên Đảng Cộng sản và là quan chức trong chế độ này. Lời phát biểu của ông này được cho là thiếu khôn ngoan vì ông ta đang công kích một cá nhân đang rất được lòng dân, đó là nữ ca sĩ Thủy Tiên. Bản thân cô ca sĩ Thủy Tiên chỉ biết nhận tiền từ nhà hảo tâm, còn nhà hảo tâm đó là ai thì làm sao cô có thể biết? Nếu đứng ở góc độ người không thiên vị, không ai có thể công kích một con người làm thiện nguyện cả. Ấy vậy mà ông này vẫn thốt ra những lời lẽ khó nghe như vậy. Tuy nhiên, qua xá thốt này, chúng ta không khó nhận ra là lòng trung thành của ông quan chức này với chế độ mà ông ta đang phụng sự. Ông ta thấy Thủy Tiên quá sáng, làm nổi lên màu đen xấu xí của chính quyền, nên ông ta đã không thể không thốt lên lời, dù biết rằng những lời nói chụp mũ như vậy đã làm cho người dân càng căm ghét ông ta hơn. Ông ta là một dạng ngu trung. Những gì ông ta nói ra phản ánh sự lo ngại thật sự của chính quyền nơi đây. Và còn bao nhiêu trò ăn chặn nữa đang tiếp tục diễn ra? Mỗi trò ăn chặn của chính quyền Cộng sản luôn có kế sách hẳn hòi. Cộng sản thường làm việc xấu nhưng bài bản, nhưng chuyện tốt thì không bao giờ làm ra trò. Chính vì vậy, trước khi thực hiện kế sách, những quan chức xấu xa cũng phải ủ mưu, lên kế hoạch, phân công người thực hiện hẳn hòi thì sau đó mới ra tay. Và cứ mỗi lần ra tay như vậy, xã hội lại chứng kiến một chiêu trò mới. Từ bao năm nay, mỗi khi thiên tai ập đến thì chính quyền địa phương nơi ấy cứ giở đủ trò để ăn chặn tiền cứu trợ. Thực chất có rất nhiều nơi bị thiên tai lũ lụt là những vùng sâu vùng xa, nơi mà con người ít đặt chân đến và sóng di động cũng không phủ tới nơi ấy, ăn chặn việc cứu trợ diễn ra rất suôn sẻ đối với chính quyền địa phương ở đó. Sẽ không ai có thể thống kê nổi những trường hợp ăn chặn như vậy, vì dân nơi đó có kêu ca thì cũng chẳng ai nghe được. Đây là hình ảnh bà con đội mưa chờ nhận tiền cứu trợ. Vì sao những đồng tiền được Thủy Tiên trao lại dễ phát hiện ra gian lận
vì mạng xã hội đang theo dõi Facebook của Thủy Tiên từng ngày, vì nơi đó ai cũng có thể dùng Internet, nên hễ chính quyền giở trò gì thì y như rằng nó được phản ánh ngay trên mạng xã hội. Đất nước Việt Nam vốn đã khốn khổ, làm người dân Việt Nam là bất hạnh rồi, mà nếu làm người nghèo của Việt Nam thì lại bất hạnh hơn rất nhiều lần. Theo như bà, cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng thừa nhận rằng ăn của dân không chừa một thứ gì. Câu này là bà Doan nói đúng, người Cộng sản họ chỉ biết ăn, ăn và ăn. Vậy thì những người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa sẽ là nạn nhân của quan chức địa phương mà không biết kêu ca cùng ai, bất hạnh thay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020 với bản tin Thủy Tiên ngừng trao tiền, người giàu hết cửa nhận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.